Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip đập thùng cây Cutman K750 màu trắng bóng đầu tiên tại Việt Nam. Và đây, các bạn theo dõi mình nhé. Đây là cái chân pedal phía dưới, nó có hẳn hoi và pedal giống như một cái pin. Thank you.
thử luôn thanh nha. Đang chính thức mắt chinh. Và nằm lên. Và nếu các bạn thấy thích video này hãy để lại một like và một subscribe để cho chúng mình có động lực và làm những clip hay ho khác nhé. Chào các bạn.